Hợp tác quốc phòng cần thực hiện bằng hành động cụ thể. Đây là thông điệp được nêu lên trong bài phát biểu chính thức của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại phiên thảo luận với chủ đề thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại đối thoại Shangri-La ngày hôm nay. Bài phát biểu đã được giới chuyên gia quân sự cũng như học giả đón nhận tích cực. Ghi nhận của các phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Singapore. Minister, thank you. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ, hợp tác phát triển là xu thế tại châu Á-Thái Bình Dương. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng đang tiềm ẩn nhiều thách thức mà không một nước nào có thể tự mình giải quyết được. Đã có nhiều khuôn khổ hợp tác quốc phòng được hình thành trong khu vực, song Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, để có hợp tác kết quả thì các bên cần phải hành động, thực tâm và có trách nhiệm. Chúng ta hãy bắt đầu hợp tác từ mặt. Rồi từ kết quả hợp tác lại củng cố lòng tin để đi đến hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Muốn vậy, các nước phải thực tâm hợp tác, đặc biệt là các cường quốc, phải thể hiện rõ quyết tâm, có đầu tư thích đáng, thực hiện cam kết đi đôi với hành động, lấy hành động trên thực tế để chứng minh cho trách nhiệm của mình. Tướng Vịnh đã có một bài thuyết trình tuyệt vời với việc nêu ra quan điểm mà các bộ trưởng quốc phòng khác đón nhận ngay. Đó là hành động phải là thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm. Và ông ấy đưa ra ngay một ví dụ mà tôi lần đầu tiên được nghe thấy. Đó là quân đội Việt Nam sẽ rời khỏi biên giới để ra bên ngoài và gia nhập với quân đội 17 nước khác tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Tiếp đó đề cập đến vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ Việt Nam ủng hộ việc sớm có bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông COC giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, đồng thời luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên có liên quan để tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong lúc này, nhà lãnh đạo quốc phòng Việt Nam đề nghị các bên liên quan không được hành xử vô nhân đạo với ngư dân. Chúng tôi đề nghị các bên có liên quan đến Biển Đông tôn trọng và bảo vệ ngư dân, tuyệt đối không sử dụng vũ lực với ngư dân dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả quân sự và phi quân sự. Hành xử vô nhân đạo với ngư dân là không thể chấp nhận được. Đó là quy định chung của luật pháp quốc tế và cũng là đạo lý của thế giới hiện đại. Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng là hoạt động cuối cùng của đoàn Việt Nam tại đối thoại Shangri-La lần này. Thông qua bài phát biểu của Thủ tướng, của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, qua một loạt các cuộc tiếp xúc song phương, Việt Nam đã để lại một dấu ấn đặc biệt tại diễn đàn. Thông điệp về lòng tin chiến lược đã được lan tỏa khắp các cuộc thảo luận tại hội nghị. Thủ tướng Việt Nam đã nhấn mạnh khái niệm lòng tin chiến lược 17 lần trong bài phát biểu. Giờ thì đến cuối hội nghị, thì lòng tin chiến lược đã lan tỏa khắp nơi và chúng ta có thể nhận thấy các bộ trưởng quốc phòng nêu lên vấn đề là làm thế nào để ý tưởng đó trở thành hiện thực. Và như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thành công khi đưa lòng tin chiến lược vào chương trình đối thoại này. Thế có nhiều bình luận ở các cái khía cạnh khác nhau, ở tầng nấc khác nhau, nhưng tựu chung lại thì các bình luận đều cho rằng những cái thông điệp, những cái đề nghị, đề xuất của Thủ tướng ta và Đoàn Quốc phòng Việt Nam là đều mang một cái tầm chiến lược lâu dài, có cái sự ảnh hưởng mạnh mẽ và đúng thời điểm. Có thể nói sau 3 ngày diễn ra thì đối thoại Shangri-La lần thứ 12 đã diễn ra hết sức thành công. Trong đó, Việt Nam đã có sự đóng góp quan trọng với bài phát biểu tại phiên khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với chủ đề xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của châu Á. Hữu Hưng, phóng viên thường trú Việt Nam tại Singapore.